Hello các anh chị và bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khang Gia Đình TV. Thường thì tháng 12 là cái mùa Giáng sinh và đa số chúng ta là hay đi tìm một cái lời cây nào đó chúng ta giả để làm cây thông Noel để chơi mùa Giáng sinh đúng không ạ? Và trước đây là chúng ta thường là sử dụng cây thông giả để chơi. Tuy nhiên thời gian gần đây thì giới trẻ rất thích lựa chọn những cái dòng cây mà để có thể tạo ra cái cây thông Noel giống như là trong truyền thuyết cái gì các bạn nha. Thì đó chính là những cái cây ở sau lưng mình đây, đó chính là cây tùng ha, cây tùng. Thì làm thế nào để các anh chị bạn có thể là chăm sóc cái cây tùng này trong mùa Noel một cách nó bền và để các anh chị bạn chơi hết mùa Noel và hết Tết Tây sang qua hết Tết ta, và đôi khi các anh chị bạn có thể gì ạ, có thể sử dụng để trồng lại và các anh chị bạn có thể là chăm nó cho năm sau chơi nữa, thì các anh chị bạn hãy theo dõi kỹ video sau này nha. Xin mời các anh chị bạn. Có rất nhiều loại cây tùng mà chúng ta chọn lựa chọn để trưng trong cái mùa Giáng sinh. Thì một trong những cái cây phổ biến nhất đó là tùng tuyết và tùng thơm các anh chị bạn nha. Đây là tùng tuyết các anh chị bạn và đây là tùng thơm. Tuy nhiên, các anh chị bạn nhìn thấy giữa cái tùng tuyết và tùng thơm á, nó có hai cái màu khác nhau, nó tượng trưng cho hai vùng khí hậu các anh chị. Một cái loại tùng tuyết này á, là nó mọc ở vùng khí hậu, nó sinh trưởng phát triển tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng lạnh các anh chị bạn nha. Đặc biệt là ở cái vùng Sa Đéc, người ta ươm ta trồng cái tùng thơm này, tùng tuyết tùng này rất là nhiều các vị, rất là nhiều, nó chịu nắng, nó chịu khô, nó chịu nắng được, được chưa? Còn đối với cái cây tùng thơm này thì cái nơi sản xuất của nó là tập trung chủ yếu là ở vùng Đà Lạt các vị, ở vùng Đà Lạt có khí hậu ôn hòa quanh năm, nhiệt độ mát mẻ nên nó thích hợp với cái sự phát triển của nó, được chưa? Tuy nhiên hai cái loại cây này nó đều có một đặc điểm chung là gì ạ? Nó ưa sáng các vị, nó ưa sáng, ưa sáng. Và cái tuyết tùng này thì nó thích hợp với ở vị trí có nắng luôn. Còn đối với tùng thơm này, nó thích hợp ở vị trí có ánh nắng được. Tuy nhiên thì ánh nắng đó, ví dụ như giống như ở điều kiện Đà Lạt thì được, tức là nhiệt độ nó không thay đổi, nhiệt độ nó ôn hòa và mát. Thì nhiệt độ mát, ôn hòa và nắng thì nó chịu được. Còn ở miền Trung thì nếu như các anh chị bạn chân cây tuyết tùng ngoài nắng thì nó sẽ bị hư hết các anh chị bạn nha. Nó hư hết. Và vì là cái có hình dạng lá kim nên nó là cây gì ạ? Nó là cây ưa thoáng, ưa khô, cái gì? Ưa thoáng, ưa khô. Thì ạ, nó không có thích ẩm ướt, nó không thích ẩm ướt. Nên như vậy là gì? Nên như vậy là việc lựa chọn vị trí đặt cái cây tùng thơm này ở trong nhà nó vô cùng quan trọng cái gì và các bạn. Vì là cây có cấu trúc lá kim nên do vậy là gì? Nên như vậy là cái việc nó thoát hơi nước nó ít, thoát hơi nước nó ít. Nó là cây ưa khô và thoáng khí. Nên các anh chị bạn lựa chọn vị trí mà đặt cây tùng này á, là ở vị trí mà nó thoáng, nó có gió thì nó rất là bền các anh chị nha, có gió nó rất là bền. Cái cây tùng này các anh chị bạn nên lựa chọn đặt vị trí ánh sáng cực mạnh và ở vị trí nào mà nó khô, nó không có điều hòa cũng được, nó ở điều hòa cũng được mà nó không có điều hòa cũng được, thì đối với cây tùng này là các anh chị bạn lựa chọn vị trí đó cho mình, được chưa? Và khi các anh chị bạn muốn chân cái cây này cho nó bền á, là các anh chị bạn nhớ gì ạ? Nhớ là cắt cái phần ở phía dưới này cho nó thoáng cho mình, cho nó thoáng. Thường là chúng ta hay gói dạng túi như này các anh chị, thường là chúng ta hay gói cái dạng túi như này cái gì đúng không ạ? Nên do vậy các anh chị bạn cần làm cái phần ở dưới này cho nó thoáng cho mình, được chưa? Cái gì bạn có thể là bỏ những cái bông bông cái gì bạn lựa chọn cho mình là bông nó không có hút nước cái gì bạn nha, nó không giữ nước. Những cái loại bông mà giữ nước cái gì bạn bỏ vào trong cái gốc tùng này thì làm cho cái tùng nó nhanh bị hư, nó nhanh bị bệnh và nó nhanh bị chết cái gì bạn nha. Lưu ý cho mình như vậy. Nên á, là cái gì bạn nên lựa chọn cho mình là những cái dòng bông mà nó không hút nước, nó không hút nước như thế này. Cái gì bạn bỏ vô này thì cây tùng của cái gì bạn nó sẽ bền các anh chị nha. Đừng đừng lựa chọn những cái bông mà nó hút ẩm, nó giữ nước, nó hút nước mà giữ nước thì nó sẽ làm cho ở cái phần gốc của tùng nó rất dễ bị nấm bệnh và nó chết. Vì là cái cây lá kim nên nó không có chịu ẩm được. Nên như vậy khi tưới nước các anh chị bạn tuyệt đối là không có xịt lên trên này nha. Các anh chị bạn không được xịt nước lên toàn bộ cái cây như thế này. Khi các anh chị bạn xịt lên nhà cứ nghĩ rằng là nước nó sẽ làm mát cái cây. Tuy nhiên nó là môi trường gây cho nấm bệnh các anh chị ạ. Môi trường gây cho nấm bệnh. Và các anh chị bạn biết rằng cây tùng nó chết là vì nó bị nấm bệnh chứ nó không phải bị vì là điều kiện mà ánh sáng yếu hoặc là để trong tối hoặc là các anh chị bạn nó không phù hợp với cái điều kiện ở trong nhà các anh chị bạn. Các anh chị bạn hình dung chưa? Và để muốn biết rõ vì sao nó bị chết, nó bị nấm, nó bị chết thì các anh chị bạn hãy tiếp tục theo dõi video này nha các chị. Và đây là cái cuộc thí nghiệm của mình để chứng minh cho các anh chị bạn thấy một điều là đối với cái cây tùng này là nó không có ưa nước cái gì, không có ưa nước khi phun lên cây. Cái vị trí này là cái vị trí mình phun nước lên trên cái cây các chị bạn nha. Vị trí này vị trí tiếp xúc với nước đây các chị. Các chị bạn nhìn thấy những cái giọt nước nó đọng lại đây không các chị? Được chưa? Đây.
Và cái vị trí này nó sẽ bị hư cái gì bạn? Nó bị sẽ bị như thế này. Đó, tức là nó nằm ở vị trí mà nó bị độ ẩm cao và nó không có bị thoáng, nó không thoáng. Thì nó xảy ra sinh ra hiện tượng là nấm như thế này. Nấm như thế này các anh chị. Đó, nấm như thế này. Và nếu như cái gì bạn tiết ở trong phần lõi của nó ra thì nó, ở trong phần lõi nó đã hư hết, nó đen hết cái trong cái phần lõi này các anh chị bạn nha. Nên do vậy cây tùng nó chết là vì lý do bị nấm chứ không phải là vì lý do bị thiếu ánh sáng hay gì. Cái việc cái gì bạn để trong trong cái điều kiện mà nó tối, nó thiếu ánh sáng, nó là cái môi trường để và tưới nước ẩm, thì nó là cái môi trường để gì vậy? Nấm nó sinh sôi phát triển. Và đây nó chết là vì lý do này các anh chị bạn nha. Còn cái gì bạn để ý, phía phần sau lưng này nó khô, nó không có vấn đề gì cả. Cái gì hiểu không ạ? Phần phía sau lưng này nó khô là nó tuyệt đối nó không có một cái gì ảnh hưởng cả. Nên do vậy các anh chị bạn để ý, cây cái gì bạn để trong nhà, cái gì bạn không tuyệt đối là không được tưới lên trên tất cả các cành này nha. Và cái gì bạn chỉ có việc tưới gốc thôi, được chưa cái gì? Và cái gì bạn hãy tiếp tục theo dõi video nha. Thì vậy làm cái nào để cái gì bạn là tưới tưới nước cho cái cây tùng nó được bền, thì cái gì bạn chỉ có việc là tưới vào gốc thôi, tưới vào ở trong cái gốc cái gì bạn nha. Thông thường cái tùng á là cái gì bạn một tuần để trong nhà thì một tuần 5 ngày đến một tuần cái gì bạn tưới nước cho nó một lần. Và nếu như các anh chị bạn mà tìm kiếm được cái bình như thế này và có cái vòi như thế này á, là các anh chị bạn tưới nó rất là hiệu quả. Tại vì á, các anh chị bạn á, chỉ găm cho nó qua cái phần, đưa cái vòi cho nó qua cái phần lớp bông các anh chị bạn trang trí nè, các anh chị bạn tưới xuống đó, các anh chị bạn tưới xuống phần gốc như thế này nè, thì á, nó không có ướt cái lớp bông này và nó cũng không ướt cái phần trên này, nên do vậy nó sẽ không có làm cái cây tùng nó bị hư, nó bị nấm bệnh các anh chị bạn hiểu không ạ? Đó, các anh chị bạn cứ cầm cái bình như thế này mình, và các anh chị bạn để xuống này, các anh chị bạn bóp vào các anh chị bạn tưới thôi. Đúng không ạ? Cái gì bạn tưới thôi. Thì cái lớp ở trên này nó không bao giờ nó ướt hết cả. Do vậy cây tùng nó mới bền cái gì bạn nha. Dạ, nó bền cái gì. Còn tình trạng mà cái gì bạn mà bỏ cái tùng vô trong vị trí mà thiếu sáng hay không thì nó cũng không quay. Đó, cái gì bạn là tưới như thế này cho mình nha. Tưới như thế này và cái gì bạn tưới như thế này. Đó, chọt cái dây vô tưới này. Thường á là một chậu như thế này, cái gì bạn tưới có hai cái bình này là đủ các anh chị nha. Tưới hai cái bình này là đủ. Được chưa? Một cái bình này tương ứng với là 200 ml, các anh chị bạn nếu mà để nó khô thì khô cái gì bạn tưới cho mình hai cái bình này là tầm khoảng cỡ 500 ml cái gì bạn, là nó ok cái cây rồi. Dạ, ok cái cây rồi. Và thường á là gì, thường cây tùng nó chết á là nó chết từ ở trong, ở dưới gốc nó chết lên và nó chết từ ở trong nó chết ra các anh chị. Được dạ. Đối với cái cây tùng mà khô nước á thì cái đầu này nó sẽ gục xuống, đối với cây tùng khô nước thì cái đầu này nó gục xuống các anh chị, nó gục xuống. Còn đối với cái gì bạn tưới nước vô là nó sẽ tỉnh lại. Còn đối với cây tùng á mà cái gì bạn để cái rễ nó bị hư rồi và nó không có khả năng khôi phục lại, là khi cây tùng cái cành này nó khô xuống mà cái nhìn màu sắc của tùng nó bị chuyển màu rồi, tức là nó không còn tươi như này mà nó chuyển sang cái màu màu tái, màu héo, màu tái, thì cái những cái tùng đó các chị bạn nếu muốn cố gắng khôi phục nó lại thì các anh chị bạn phải cắt nước nó đi và các anh chị bạn phải nhổ ra, sau đó các anh chị bạn cắt bớt cái phần rễ đi và các anh chị bạn dâm trở lại thì các anh chị bạn mới cứu được cây tùng đó nha. Còn không thôi các anh chị bạn càng tưới nước thì nó càng chết. Và nếu như cây tùng mà cũng các anh chị bạn lỡ tưới giống như là cái lúc nãy mình nói, lỡ nó bị héo lá, nó bị chết cành gì, thì các anh chị bạn xử lý như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi video nha. Và lỡ như các anh chị bạn làm giống như mình và cái cành nó héo như này rồi thì các anh chị bạn xử lý như nào? Các anh chị bạn ngay lập tức, các anh chị bạn khi nó xảy ra tình trạng như này thì các anh chị bạn hãy lấy cái kéo và các anh chị bạn cắt cho mình nha. Các anh chị bạn đừng để như này, tại vì khi các anh chị bạn để như này á thì nó lây lan ra rất là nhanh, các anh chị bạn nha. Khi mà cái nấm nó tạo ra hồi sợi á thì nó sẽ đi len lỏi trong cái cây luôn. Tại vì khi các anh chị bạn để trong nhà thì cái điều kiện mà cái cây á nó ở trong nhà nó sẽ có sự thoát hơi nước nữa, chứ không phải là nó không thoát đâu, nó thoát hơi nước nữa. Và nó kết hợp với cái việc mà ẩm ẩm nó mốc vậy nè là nó duy trì cái nấm này phát triển ra, sẽ dần dần nó phát triển ra phía bên trong các anh chị bạn. Gặp cái môi trường mà ví dụ như trời ở bên ngoài nó mưa, cái nhiệt độ ẩm mà nó thấp xuống cái nữa thì cái nấm này nó sinh ra rất là nhanh và nó đi len lỏi hết toàn bộ cái thân cây. Do vậy khi đó là các chị bạn bạch trong này ra, các chị bạn sẽ xem thấy nấm toàn bộ hết trong này và cái cây của các chị bạn chết dần, là lúc đó nó hết cứu được các chị bạn nha. Còn như thế này thì còn cứu được. Bây giờ như thế này các chị bạn cứ cắt cái vị trí này cho mình bỏ đi. Các chị bạn cắt tỉa này bỏ đi cho mình ha. Các chị bạn đừng để nữa, cắt tỉa hết cho mình. Cái vị trí này các chị bạn bỏ đi. Được chưa? Đó. Các chị bạn cắt vị trí héo này các chị bạn dọn sạch cho mình. Đừng có để cái mầm móng nào hết cả. Mầm móng nào hết cả. Đó, các anh chị bạn tỉa hết cho mình nha, được chưa? Các anh chị bạn tỉa sạch hết cho mình.
Đó, các anh chị bạn tỉa sạch hết cho mình. Rồi, khi các anh chị bạn tỉa như thế này rồi á, là các anh chị bạn kéo cái cành này ra để cho về cho nó lấp đầy chỗ này, chứ không thôi nó sẽ bị khuyết. Các anh chị bạn sẽ lấp đầy chỗ này để các anh chị bạn không hồi bị khuyết nha. Rồi, được chưa? Đó, là các anh chị bạn cắt lại cho mình như vậy ha. Đó, rồi như vậy thôi. Rồi các anh chị bạn để nó khô là cái cây nó sẽ trở lại bình thường, cái gì được chưa? Đó, và sau khi mình cắt rồi á, là các anh chị bạn nhìn thấy cái cây không ạ? Đó, các anh chị bạn chịu khó một chút xíu. Và sau khi mình cắt rồi, các anh chị bạn thấy cái cây không ạ? Đó, các anh chị bạn cũng thấy nó không có khuyết đúng không? Các anh chị bạn kéo cái cành ở bên trong ra, nó thay thế là nó không bị khuyết, các anh chị được chưa? Và nếu như chẳng may cây tùng của các anh chị bạn gặp phải vấn đề như thế này thì bạn sẽ xử lý như thế nào, thì hãy tiếp tục theo dõi video sau đây nha. Trước hết các anh chị bạn á, là cắt cho mình cái cành này, các anh chị bạn bỏ đi nha. Các anh chị bạn cắt hết cái phần cành này, héo này, các anh chị bạn bỏ đi cho mình được chưa? Các anh chị bạn cắt hết phần héo này đi, tại vì các anh chị bạn để lại đây á, nó là mầm mống của nấm bệnh, tại vì nó chứa các bọ tử nấm ở trong này thì nó sẽ dễ lây lan sang các cái vị trí khác nha. Các anh chị bạn cắt hết cho mình cái phần này, các anh chị bạn bỏ đi được chưa? Các anh chị bạn cắt sạch bỏ đi. Thì khi các anh chị bạn cắt như thế này thì ngay chỗ này nó trống thì làm sao? Lúc đó các anh chị bạn xi gần kéo cái mấy cái nhánh này qua là nó sẽ lắp lại, các anh chị bạn nha. Được chưa? Tại vì cây tùng nó được có cái gì nó cành nhánh nó nhiều nè, các anh chị bạn có thể kéo cái cành ở trong ra, kéo cành ngoài ra thì nó sẽ lắp lại được cái vị trí trống này, các anh chị bạn được chưa? Và các anh chị bạn tiếp tục hãy theo dõi cái video này nha để mình sẽ sau khi cắt xong như thế này rồi, các anh chị bạn sẽ làm gì tiếp theo? Các anh chị bạn lấy cho mình là cái này, các anh chị bạn nha. Đây, cái viên này. Cái viên này là gì? Viên này thành phần của nó là streptomycin. Các anh chị bạn biết streptomycin là gì mà? Streptomycin nó là một chất kháng sinh mà hồi xưa người ta hay dùng tiêm thuốc heo, các anh chị bạn, hoặc là dùng cho người, các anh chị bạn. À, ở trong này á, là các anh chị bạn thấy á, là thành phần của nó là khi các anh chị bạn hòa vào trong nước thì nó sẽ sủi ra, và lúc đó các anh chị bạn vậy, xử lý xịt lên trên này cho mình thì nó sẽ làm cho các cái phần nấm bệnh này nè nó sẽ chết đi, tức là nó tiêu diệt đi, thì lúc đó là cái khả năng mà để nó lây lan vô bên trong nó sẽ ngăn ngừa được các anh chị bạn nha. Từ đó là sẽ cứu được cái cây của các anh chị bạn. Hãy cùng theo mình để xử lý cái cây này các anh chị bạn nha. Tiếp tục bước tiếp theo, các anh chị bạn lấy cho mình một cái bình nước như thế này ha, một bình như thế này các anh chị bạn nha. À, đương nhiên là các anh chị bạn không cần phải xịt nhiều đâu, ví dụ như đối với xử lý một cái chòm này thì các anh chị bạn xịt ít thôi. Còn ở đây mình đang xử lý cho nhiều cây luôn, để mình sẽ hướng dẫn các anh chị bạn. Và các anh chị bạn lấy cho mình cái này được chưa? Sau khi các anh chị bạn xé ra thì các anh chị bạn nó sẽ có dạng viên như này, đây cái dạng viên như này các anh chị nha. Và các anh chị bạn bỏ vào trong này cho mình được chưa? Bỏ vào trong này cho mình, các anh chị bạn đợi một chút xíu cho nó sủi lên, cho nó sủi lên nó sẽ ra nước cái màu cam, thì lúc đó các anh chị bạn bổ sung. Và các anh chị bạn bổ sung thêm cho mình hai cái nắp này, hai cái nắp này nữa các anh chị bạn nha. Và tất cả những sản phẩm mình đang sử dụng là những sản phẩm có sinh học hết, nó không có ảnh hưởng gì, nên các anh chị bạn thấy mình không có đeo găng tay là các anh chị bạn biết được chưa? Thì nó phải như vậy. À, khi mà xử lý những cái cây mà ở trong nhà các anh chị bạn nên nó phải an toàn ha. An toàn tuyệt đối các anh chị bạn, thì nó các anh chị bạn nên dùng. Và các anh chị bạn cứ để cho nó một chút xíu cho nó tan ra hết đã các anh chị bạn nha. Nó tan hết đã thì lúc đó các anh chị bạn sẽ một chút xíu các anh chị bạn sẽ xem cái màu nước này nó sẽ có một màu nước màu cam cam các anh chị nha. Các anh chị bạn đợi chút xíu. À, sau một hồi chờ đợi thì nước nó dần dần biến biến tan hết, đợi một xíu là dần tan hết, quấy dần tan dần tan. Và sau khi nó tan rồi là các chị bạn tiếp tục cái phần sữa nha. Và xin ra là khi các chị bạn sinh ra là các chị bạn sinh vào cái vị trí mà nó đang bị bye.
dưới gốc cho mình luôn, để cho nó về cho nó diệt được cái nấm bệnh nó nằm ở dưới phần gốc nha. Là cái cây này á, là nó bị từ cái phần dưới gốc này, nó bị lên cái gì, nó bị phần dưới gốc này bắt đầu nó lây lên trên này, nó lây lên hết trên này. Và đa số là cái cây tùng là cái gì bạn hay thấy cái chuyện đó. Vì sao? Vì khi chúng ta bọc lại là chúng ta bọc kín chỗ này đúng không ạ? Khi chúng ta tưới nước là cái phần mà chúng ta bọc này nó vẫn ướt nó ẩm, thì cái nấm nó sẽ phát triển từ gốc này nó lên, thì coi như là gì, coi như cái cây tùng cái gì bạn nếu như nó lan ra, nó lan vô trong thân luôn á, là nó đem nó bị tốn cái thân lại, coi như thua không cứu được. Mặc dù ở trên này nó vẫn xanh cái gì nha, đợi ý nha, cây tùng mặc dù các anh chị bạn nhìn thấy ở trên này nó vẫn xanh, nhưng mà ở dưới này á là nó héo dần á, nó chết dần á, và ở trong này nó có những cái cành nó chết như này á, cái gì bạn không xử lý kịp thời là coi như cây tùng đó không bao giờ cứu được. Còn á là đặc điểm của cây tùng á là nó bị cái này là phổ biến nhất, nó bị tình trạng mà he nấm nấm nó nhiễm vô trong thân này là nó phổ biến nhất ở cái khu vực miền Trung các anh chị bạn nha. Nên do vậy á, ở Đà Lạt á thì cái tùng này nó ít bị trường hợp này, nhưng mà về xứ nóng á là trường hợp này rất là dễ bị. Nên cái anh em nào á, mùa Noel này các chị bạn mà chân cái cây tùng này mà trong cái mùa Noel này các chị bạn phải lưu ý hết vấn đề nó bị như này nha. Nên kiểm tra thường xuyên và để cây thông thoáng là nó sẽ khỏi được vấn đề này. Và cái hai là khi các chị bạn thấy nó phát hiện ra nó bị nấm này rồi, các chị bạn lập tức xử lý liền, đừng có để giống như mình hướng dẫn đó, các chị bạn đừng để nó mà khi nó trở nặng rồi á, là mặc dù ở khúc này nó vẫn xanh nhưng mà cây các chị bạn không cứu được. À, chúc các anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là vui vẻ và ý nghĩa các chị bạn nha. Và nếu như cây các chị bạn có gặp phải vấn đề gì thì các chị bạn comment mình sẽ hướng dẫn cho các chị bạn cách xử lý. Cảm ơn các chị bạn đã quan tâm theo dõi cái video clip này, và nếu như các chị bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy like và share cho mọi người xem, và nhớ ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video từ Ngọc Khang Gia Đình TV nha. Ngọc Khang Gia Đình TV nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại các chị bạn ở video clip lần sau. Bye bye.